bác đang thử đôi 935 mà. Đỉnh cao của nó mấy là như vậy. Đứng ở mãi ngoài này nghe đã phê rồi. Không phải nói nhiều, đã đến với Hòa Mỹ là đến với đỉnh cao của sản phẩm âm thanh rồi. Không những là nghe ở gần hay mà nghe xa cũng hay, càng xa càng thích. Bác bảo là nghe nhiều khi là bật loa dưới nhà nhưng mà lên tầng nghe nó mới phê. Như kiểu là đi tiếp bạn mà hôm trước không say ngày mai mới say cơ. Đấy. Ok, mời các bác hãy cùng anh Phương theo dõi tiếp những sản phẩm âm thanh anh Phương sẽ giới thiệu trong video này. Xin mời các bác. Trung tâm điện tử anh Phương xin lên sóng và giới thiệu các bác về một bộ sản phẩm âm thanh combo cực kỳ VIP đến từ thương hiệu EV. Và bây giờ thì anh Phương mới là lấy được một đôi chân loa về. Đấy, để chúng ta dựng lên một bộ combo hoành tráng, cả phun cả súp. Và ngày hôm nay thì rất vui mừng anh Phương được đón một bác khách hàng thân quen đến từ thành phố Hải Dương, là một trong những bác rất hâm mộ sản phẩm của anh Phương, cũng đã đầu tư rất nhiều hàng rồi. Và ngày hôm nay thì bác có chia sẻ là đôi khi mua hàng rất muốn là cửa hàng tư vấn để làm sao mà mua được những đôi loa nó như ý mà đúng chất. Và hiện tại thì bác đang định khám phá và đầu tư về một cặp loa JBL 935 hàng mới siêu tuyển, còn nguyên mút xốp. Đấy, chơi nó mới đẳng cấp thế này. Cho nhau nghe này, đánh sân vườn này, hoặc là đi làm những show sự kiện nhỏ này thì không cần nhiều, chỉ cần những hàng chất và VIP như thế này là chúng ta đã có một dàn karaoke cực kỳ hay và chất lượng. Cái gì nó cũng phải đi vào chuyên sâu, đúng không? Súp nó đã đánh giải bát sâu êm ái mềm mại, nó sẽ giữ chủ lực cho dàn máy, đỡ cho cái công suất của loa. Còn loa lời thì nó sẽ bao cái giải cao, đưa ra những giải âm thanh ngọt ngào chi tiết. Tuyệt vời ông mặt trời. Đang có giá 16 triệu.
bụi tây chưa vệ sinh gì, nguyên bụi tây các bác. Những đôi la nó còn mới đến mức độ còn nguyên cả ni lông luôn. Đây, đôi này để giờ đến mai em sẽ vệ sinh cho các bác xem, cực kỳ đẹp, làm đẹp cho nó. Những đôi loa bãi về thì nó còn nguyên thùng vách và đẹp như thế này là em mừng rồi. Còn cái việc vệ sinh lau chùi thì em sẽ vệ sinh lau chùi tiếp. Máy của em là 0978 555. Xin cảm ơn các bác rất nhiều. Đôi này đang có giá của nó khoảng độ trên 50 triệu.